Jenny xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chương trình tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm các tin chính sau đây. Hoa Kỳ quan ngại về 11 người Uyghur ở Mã Lai. Trung tâm cảnh báo sóng thần của Trung Quốc ở Biển Đông phục vụ cho các nước. Quốc hội thông qua luật ngân sách 400 tỷ, tránh đóng cửa chính phủ. Hoa Kỳ dục Campuchia nhận người Mỹ trục xuất về nước. Bản lên tiếng về quyền được nói và nghe sự thật. Và sau đây là phần mở đầu tin tức với điểm tin thế giới. Tin Canada, Hải quân Canada tuần tra khu vực châu Á-Thái Bình Dương. AFP vào ngày 8 tháng 2 dẫn nguồn tin từ Hải quân Canada cho biết lần đầu tiên sau gần 50 năm, tàu ngầm HMCS Chicoutimi sẽ tuần tra ở phía Tây Thái Bình Dương, dự kiến là kéo dài gần 200 ngày. Vị trí và hoạt động của tàu ngầm HMCS Chicoutimi không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo lịch trình dự kiến, tàu sẽ cập bến tại các bản ở Nhật Bản và đảo Guam. Phát ngôn viên Rick Donnelly của Hải quân Canada nói với AFP rằng kế hoạch tuần tra này cho thấy tầm quan trọng chiến lược của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối với Canada, cũng như củng cố cam kết của Canada trong việc duy trì hòa bình và an ninh khu vực. Phát ngôn viên Rick Donnelly còn nói với rằng tàu ngầm HMCS Chicoutimi không tham gia trực tiếp trong việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn. Trước đó, chỉ huy tàu ngầm HMCS Chicoutimi cho đài CBC biết tàu được giao nhiệm vụ theo dõi các tàu quân sự, tàu hàng nước ngoài có hành động gọi là lén lút để buôn bán hay là chuyển hàng cho Triều Tiên, thưa quý vị. Tin Campuchia, Campuchia bắt nhà hoạt động bị Thái Lan trục xuất. Một nhà hoạt động vì quyền của người lao động Campuchia vừa bị bắt giữ sau khi phía Thái Lan trục xuất người này về nước bất chấp việc bà đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn. Đại diện cảnh sát tỉnh Kampong Spor thuộc Campuchia là tướng Sam Samon cho biết bà Sam Sokha trở về Campuchia hôm thứ Năm, ngày 8 tháng 2 và bị bắt về tỉnh Kampong Spor để thụ án tù 2 năm. Ông này cho biết bà Sam Sokha bị cảnh sát Thái bắt giữ theo yêu cầu của chính phủ Campuchia. Ông Pras Adams, giám đốc châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, trong tuyên bố đưa ra vào ngày 9 tháng 2, đã chỉ trích chính phủ quân đội Thái Lan. Ông nói việc chính phủ quân đội Thái giúp một chính phủ độc tài láng giềng qua việc trả bà Sam Sokha về Campuchia là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Người đại diện của Human Rights Watch cho rằng trường hợp của bà Sam Sokha sẽ là tiền lệ đáng ngại cho những trường hợp tị nạn khác trên đất Thái. Human Rights Watch cũng yêu cầu chính phủ Campuchia trả tự do cho bà Sam Sokha ngay lập tức, đồng thời thúc giục các quốc gia tài trợ cho Campuchia phải gây sức ép để chính phủ nước này phải trả tự do cho bà và để bà được đến một nước an toàn. Human Rights Watch cho biết bà Sam Sokha bị giới chức Bangkok bắt giữ hôm 5 tháng Giêng với cáo buộc vào Thái Lan bất hợp pháp theo luật xuất nhập cảnh của Thái Lan, thưa quý vị. KCNA xác nhận người đứng đầu quân đội Triều Tiên bị cách chức. Vào ngày 9 tháng 2, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận thông tin người đứng đầu quân đội Triều Tiên là tướng Kwang Pyong-seol đã bị cách chức sau khi truyền thông Hàn Quốc đăng tải thông tin tương tự vì lý do tướng này bị cáo buộc tham nhũng. Trong bản tin về cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng một ngày trước đó, KCNA đã giới thiệu Bộ trưởng các lực lượng vũ trang
Kim Jong-gak với vai trò phó nguyên soái và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân đội Triều Tiên, vị trí do ông Kwan trước đây nắm giữ. Tổng cục Chính trị là cơ quan quân sự quyền lực nhất của Triều Tiên, có trách nhiệm bổ nhiệm các sĩ quan và duy trì việc kiểm soát ý thức hệ đối với 1,3 triệu binh lính. Hồi đầu tuần này, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết ông Kwan bị cách chức sau một cuộc điều tra của Tổng cục Chính trị Triều Tiên, trong đó nhân vật này bị cáo buộc nhận hối lộ. Mặc dù Triều Tiên đã cử phái đoàn gồm các vận động viên, hàng trăm người thuộc các đội cổ động, nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật tới tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc, nhưng cuộc diễn binh tại Bình Nhưỡng vào ngày 8 tháng 2 khiến nhóm chỉ trích tại Hàn Quốc hoài nghi về động thái nối lại quan hệ này, thưa quý vị. Tin Mã Lai, Hoa Kỳ quan ngại về 11 người Uyghur ở Mã Lai. Hoa Kỳ hôm 9 tháng 2 lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Mã Lai có thể sẽ gửi trả 11 người Hồi giáo Uyghur về Trung Quốc. Trước đó, vào hôm 8 tháng 2, hãng tin Reuters trích các nguồn tin cho biết 11 người Uyghur đến từ Trung Quốc nằm trong số 20 người trốn từ nhà tù ở Thái Lan hồi năm ngoái đã bị Mã Lai bắt giữ. Theo tin từ Reuters, phía Trung Quốc đã nói chuyện với Mã Lai về việc trục xuất những người Uyghur này. Hãng tin Reuters trích lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ rất quan ngại trước thông tin về việc Mã Lai có thể trục xuất người Uyghur về Trung Quốc. Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc phải tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế với các cá nhân đã bị trả về Trung Quốc và đảm bảo tính minh bạch, đúng trình tự pháp lý, an toàn và đối xử đúng với những người này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói với báo giới tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc luôn xử lý các vấn đề nhập cư trái phép theo đúng luật quốc tế và luật Trung Quốc, thưa quý vị. Tin liên quan đến Đức, Chủ tịch SPD Martin Schulz từ bỏ ý định trở thành Ngoại trưởng Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội Đức, SPD. Martin Schulz vào ngày 9 tháng 2 cho biết ông sẽ từ bỏ ý định trở thành Ngoại trưởng Đức trong chính phủ liên minh mới của Thủ tướng Angela Merkel sau khi xuất hiện nhiều tranh cãi trong nội bộ đảng về việc này. Tuyên bố của ông Schulz nêu rõ ông từ bỏ việc tham gia vào chính phủ liên bang, khẳng định tham vọng cá nhân của ông luôn đặt sau lợi ích của đảng. Ông Schulz cho biết quyết định trên được đưa ra do lo ngại các tranh cãi xung quanh việc ông chạy đua cho vị trí ngoại trưởng có thể ảnh hưởng tới sự ủng hộ trong nội bộ SPD đối với thỏa thuận liên minh vừa đạt được với Liên đảng Bảo thủ Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo, hay còn gọi tắt là CDU/CSU. Trước đó, vào ngày 7 tháng 2, ông Schulz cho biết ông sẽ từ chức chủ tịch SPD sau cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến của các thành viên trong đảng về thỏa thuận liên minh để chuẩn bị cho việc giữ vị trí ngoại trưởng trong chính phủ mới của Thủ tướng Merkel. Tuyên bố trên đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ do đi ngược lại cam kết trước đó hồi tổng tuyển cử tháng 9 năm 2017, thưa quý vị. Tin Israel, Israel bắt đầu xây trường học biên giới, xây trường dọc biên. Kính thưa quý vị, Israel bắt đầu xây tường dọc biên giới Lebanon. Binh sĩ Israel vào ngày 9 tháng 2 bắt đầu xây dựng bức tường bê tông trên biên giới với Lebanon. Theo hãng tin Sputnik, bức tường này được xây dựng kéo dài từ biển Địa Trung Hải ở phía Tây tới khu vực xung quanh Mount Hermon ở phía Đông. Israel lần đầu tiên xây dựng hàng rào dọc theo biên giới với Lebanon vào năm 1948 và xem đây là một trong những biện pháp chống khủng bố hiệu quả nhất. Hội đồng tối cao quốc phòng Lebanon ra lệnh cho quân đội đẩy lùi bất kỳ nỗ lực nào của Israel xâm phạm lãnh thổ Lebanon. Phía Lebanon cho rằng bức tường đi qua lãnh thổ của họ, trong khi Israel nói bức tường nằm trên ranh giới được Liên Hiệp Quốc chỉ định, thưa quý vị. EU cảnh báo không thể đạt thỏa thuận cho giai đoạn đàm phán. Ngày 9 tháng 2, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu EU, Michel Barnier, khẳng định đang có sự bất đồng lớn với Anh về giai đoạn chuyển tiếp sau khi nước này rời EU, còn gọi là Brexit, đồng thời cảnh báo rằng điều này sẽ không giúp đảm bảo đạt được một thỏa thuận giữa hai bên. Phát biểu tại họp báo ở Brussels sau vòng đàm phán với Anh, ông Barnier nhấn mạnh nếu những bất đồng này còn kéo dài, giai đoạn chuyển giao sẽ không thể thực hiện. Theo quan chức này, hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về quyền của công dân EU chuyển tới Anh trong giai đoạn chuyển giao kéo dài 21 tháng, cũng như khả năng Anh phản đối các luật mới thông qua trong giai đoạn này. Ông bày tỏ hy vọng hai bên có thể giải quyết các bất đồng này trong vòng đàm phán tiếp theo. Trước đó, Bộ trưởng Anh phụ trách Brexit
David Davis vào ngày 8 tháng 2 đã chỉ trích EU. Hành động Anh và EU đã xúc tiến các cuộc đàm phán về thời kỳ chuyển tiếp dự kiến kéo dài 2 năm kể từ sau khi Anh chính thức rời khỏi EU. Vào 29 tháng 3 năm 2019, theo đó London sẽ phải tuân thủ mọi quy định của EU và không có quyền đưa ra quyết định. Đổi lại Anh được quyền tiếp cận với thị trường chung của khối EU, thưa quý vị. Tin Trung Quốc, Trung tâm cảnh báo sóng thần của Trung Quốc ở Biển Đông phục vụ cho các nước. Trung Quốc hôm 8 tháng 2 tuyên bố Trung tâm cảnh báo sóng thần quốc tế của nước này ở Biển Đông đã mở cửa và phục vụ cho các nước xung quanh khu vực biển này. Theo Tân Hoa Xã, trung tâm do Trung Quốc xây dựng và quản lý sẽ theo dõi mảng địa chất nứt gãy có nguy cơ gây động đất lớn ở Biển Đông như là Sulu và Sulawesi và sẽ cung cấp dịch vụ cảnh báo liên tục 24 giờ. Tờ báo Nhà nước dẫn lời ông Vương Hoa là một quan chức thuộc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho biết, Biển Đông là khu vực có nguy cơ sóng thần. Hiện các nước trong khu vực chỉ dựa vào các cảnh báo do Trung tâm Cảnh báo của Hoa Kỳ và Nhật cung cấp. Trung Quốc đưa ra dự án xây dựng Trung tâm Cảnh báo sóng thần vào năm 2009 và được Ủy ban Địa lý Liên minh Chính phủ của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là IOC, UNESCO phê duyệt vào năm 2013. Trong tuyên bố vào ngày 8 tháng 2, quan chức của Cục Hải dương Trung Quốc nói trung tâm là kết quả của sự hợp tác hàng hải thực tế giữa các quốc gia xung quanh Biển Đông. Bản tin của Tân Hoa Xã nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tổ chức tập huấn và cung cấp cảnh báo sóng thần cho các nước xung quanh Biển Đông. Tờ báo dẫn lời Giám đốc Trung tâm Cảnh báo sóng thần quốc gia Yuan Ji cho biết hiện Trung Quốc có khả năng cảnh báo cho công chúng về sóng thần sau khi xảy ra động đất từ 8 đến 10 phút, thưa quý vị. Tin Anh Quốc, Anh ra luật chống tài sản bất minh, tham nhũng nước ngoài. Các chính trị gia, các nhân vật của công chúng và bọn tội phạm bị nghi vấn mua tài sản bằng tiền tham nhũng sẽ bị buộc phải giải trình về sự giàu có của họ, hoặc là phải đối mặt với việc tài sản bị tịch thu theo luật mới có hiệu lực tại Anh trong tháng này. Luật mang tên lệnh điều tra tài sản bất minh, gọi tắt là UWO, được các nhà vận động quan nghênh. Họ nói rằng thủ đô của Anh là tâm điểm trong một mạng lưới của tiền biển thủ toàn cầu. Tổ chức chống tham nhũng minh bạch quốc tế xác định có 5 tài sản mà họ nói chính quyền Anh có thể bắt đầu điều tra ngay lập tức bằng cách sử dụng UWO. Trong số đó là 2 căn hộ nhìn ra sông Thames trị giá khoảng 15 triệu đô la. Nhà hoạt động chống tham nhũng đồng thời là chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny cáo buộc các căn hộ đó thuộc sở hữu của Phó Thủ tướng Igor Shuvalov. Ông ta tự kê khai mức lương hàng năm là 157.000 đô la. Cơ quan chuyên trách tội phạm quốc gia Anh cho biết hơn 100 tỷ đô la tiền hối lộ lưu chuyển qua London mỗi năm, phần lớn là tiền bị ăn cắp từ ngân sách của các chính phủ. Rachel Davis-Teka, người đứng đầu bộ phận vận động của Minh Bạch Quốc tế, nói, trước khi UWO có hiệu lực, các chính trị gia tham nhũng ở nước ngoài rất dễ đem tiền của họ đến tàn trữ ở Anh dưới dạng như là bất động sản chẳng hạn. Các nhà vận động cảnh báo rằng lệnh điều tra tài sản bất minh sẽ chỉ có hiệu quả khi chính phủ Anh sẵn sàng sử dụng chúng và thể hiện là họ nghiêm túc với việc làm cho London không còn đóng một vai trò trung tâm trong nạn tham nhũng toàn cầu, thưa quý vị. Tin Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc gặp em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Yonhap AFP đưa tin vào ngày 9 tháng 2 tại buổi lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang, Hàn Quốc. Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in đã có cuộc gặp chóng vánh với bà Kim Yo-jong, là em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bà Kim Yo-jong là thành viên đầu tiên và cũng là duy nhất trong gia tộc họ Kim tới thăm Hàn Quốc kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953. Bà đã bắt tay Tổng thống Moon khi ông tới tham dự buổi lễ khai mạc Thế vận hội diễn ra tại sân vận động hình ngũ giác ở Pyeongchang. Dự kiến phái đoàn Triều Tiên sẽ tham dự bữa ăn trưa do Tổng thống Moon chủ trì vào ngày 10 tháng 2, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.